Greenpeace thiết lập lều Bắc Băng Dương ở Moscow và St. Petersburg, tin từ Moscow. Các nhà tranh đấu Greenpeace đã thiết lập các lều Bắc Băng Dương gần các trạm xe công cộng ở thủ đô Moscow và thành phố St. Petersburg để thông tri tin tức tranh đấu đòi trả tự do cho 30 nhà tranh đấu Greenpeace đang bị giam cầm. Chính quyền Nga bắt các nhà tranh đấu Greenpeace trên chiếc tàu Arctic Sunrise vào ngày 18 tháng 9, gồm 28 thành viên Greenpeace và hai ký giả vì biểu tình tại giàn khoan dầu Prizras Lumnaya của công ty năng lượng quốc doanh Gazprom. Ủy ban điều tra Nga đã truy tố họ tội hải tặc, có thể tuyên án 15 năm tù, nhưng hiện giờ đã bỏ tội hải tặc, truy tố với các tội côn đồ, có thể tuyên án tối đa 7 năm tù. Số người bị bắt có quốc tịch của 18 nước. Nga đã đưa 30 nhà tranh đấu Greenpeace từ thành phố Murmansk tới tại trung tâm tạm giam tại thành phố St. Petersburg trong ngày thứ hai vừa qua để chờ xét xử. Phát ngôn viên Violeta Ryabkova của Greenpeace ở St. Petersburg nói rằng các lều Bắc Băng Dương đã cung cấp cho dân chúng St. Petersburg biết chính xác những gì đã diễn ra. Các lều Bắc Băng Dương được treo biểu ngữ, thành viên Greenpeace trao truyền đơn cho người qua đường.